Muốn đó hả? Rồi lát muốn đó ra. Em muốn đó cũng được. Thì bữa này chua. Nó sữa chua nha. Rồi Linda chờ xíu nha. Rồi. Rồi Linda chờ xíu, mày đút cho anh Cun rồi mày đút cho con sau nha. Linda dặn mày ơi. Thôi con ăn. Xin lỗi nghe. À Linda. Anh Cun cho anh buồn ăn tức. Con ăn đi. Anh Cun ăn xong anh Cun đi ngủ đi. Rồi mày cho em ăn xong rồi em đi ngủ. Ngon quá hả Linda. Cun đi lấy cho mẹ khăn giấy, mày lau mày đi em. Cun hiếp khăn giấy ở đâu? Yes. Con đưa cho mẹ, mẹ lau cho em, lau mẹ đi em thích nhá. Rồi cảm ơn Cun. Cảm ơn anh Cun nha. Được. Lấy ra, con lấy ra cho em miếng đi, mẹ lau mẹ đi em ơi. Con ăn xong rồi con phải giỏi chứ đúng không? Rồi, con lấy ra. Rồi, cảm ơn anh Cun. Bước. Hả? Con dán nó lại đi. Dán nó lại đi. Lau miệng cho em nha. Miệng Cun có dơ không? Rồi hai anh em ăn xong rồi đi ngủ nha. Ok. Rửa hả?